Chuẩn bị thêm giấy luôn cơ, hồi nãy anh lấy bên nhà ăn kia hả? Ừ. Wow. Anh biết là thế nào, anh biết là thế nào ra đây là cũng bị động xương á. Không ngờ luôn. Cái anh xin thêm ít. 10 điểm tinh tế. 10 điểm không có nhưng. Thế mà sao vẫn chưa có bạn gái? Chờ thời thôi anh, em cũng đã có bạn trai đâu. Vậy sao tụi mình không mà giúp nhau giải quyết vấn đề đó nhỉ? Đúng đúng. Wow. Hàng cây người ta lên. Xinh quá trời xinh luôn á. Wow, đẹp. Quá là đẹp. Đi đâu vậy? Anh đi đâu kệ anh. Xinh à? Không xinh bằng em. Bớt đi, em xinh gì trời. Em bạo lực quá vậy, em nói chuyện bạo lực quá vậy. Đừng có nghĩ thôi nha. Ở đây nó có hai thể loại, một thể loại là cái cây này nè, đó đi đi chứ không dài. Còn một thể loại nữa là chụp patin. Rồi em ở đây có 4 bánh thôi, dễ té lắm á. Tại 6 bánh không em? Không, 4 bánh là đúng mà. 4 bánh là 4 bánh ngang á, 4 bánh mà kiểu 4 bánh vuông á em mới sợ. À. Anh biết chưa, em chưa trước đi, anh đi cái xe kia. Anh đi xe kia hả? À. Thật sự. Em xe 38 đến lớp 17. Bên đây là gì? Đâu mà cái ghế? Ủa cái xe đẩy của siêu thị lọt ra đây hay vậy? Em mua hàng xong em mua luôn cái xe này hả? Chị để em, đeo cho anh. Em cầm này cho anh đi, để anh đeo cho bạn cho. Biết đeo không? Để em tự đeo. Nghe. Rồi. Vừa mà. Okay. Tay đúng chân xây. Tới bên đây. Ghê, lần đầu anh thấy con gái biết chụp này luôn á. Nó lâu rồi cũng chụp nữa, chẳng biết. Rồi. Nó hiu quá. Cái này xíu. Rồi, anh cảm ơn. Đâu ơi, không chữ không có nhớ nè. Mình chữ ít, mình chữ cái gì đó. Tiền mình thấy. Oh my god luôn á. Thiệt là chiêu. Đi chậm chậm vậy thôi hả? Em có đi nhanh được không? Trời đất ơi. Chậm em thôi, tại em không mặc đồng giày. Anh không đứng được luôn á em. Vậy hả? Anh đứng là té, anh đứng là té. Chưa, anh chưa chơi nào bao giờ hết á. Có anh chơi cái xe cốt kép mà không có. Đâu có mà. Cái xe thăng bằng đó anh cũng không chơi được luôn. Xe mà ngồi à. Xe thăng bằng đó anh cũng không biết đi luôn. Xe ngồi mới biết đi à? Cái xe ngồi mà ngồi lên kéo ra giống lái ô tô vậy anh mới biết đi. Vậy giờ anh ấy cái này đi, em tập cho anh đi cái này. Thôi. Anh không đi đâu, đi té có câu không. Vậy. Thôi đi thôi. Đúng rồi. Té mà làm nó vẫn người ta nó cười chết luôn á. À bạn này nữ à. Bay rồi. Thiệt chưa? Cảm giác mua quá à, chiếu à, bay luôn luôn á. Bạn này trượt điêu nè. Và nhiều bạn trượt tưởng đâu vận động viên không á. Quá trời. Tài xế của em đâu, nay anh là bạn trai của em mà. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Dữ gì sao? Quá dữ luôn. Tới công bạn trai nữa. Của em là phải phải sao? Đi sao ta? Phải biết em chụp... mà em có xéo sắc không? phải biết chụp bài tin hả? Biết chụp bài tin mới được là bạn trai chứ ai đời mà không biết gì hết. Không, anh sợ té, anh té à. Sợ thấy không có sức chở em về chứ. Nhưng mà em chơi anh cũng bất ngờ chứ, tại cái này cái ít người biết chơi lắm á.
Nhiều khi em cũng sợ, nhiều khi em đi nhưng mà em cũng kiểu đi cái này là phải bất cần đời, kiểu như mình không sợ té gì mình mới dám đi. Đi nó mới, đó, đi nó mới mượt đúng không? Đúng, mình phải kiểu như là em không... có đồ bảo hộ cho em đi mới lấy phê. Đúng, chứ không, không có đồ bảo hộ đâu, đi chậm thôi. Bạn này chưa quá điều kiện luôn. Cái bên kia hả? Cái bên kia nó cô đang vậy, nó không có trơn như cái này à. Cái bên kia đi nó kéo mình đi nhanh, nó bị nó nặng á. Chưa lướt gió em. Em nhìn bạn kia chưa như lướt gió ha. À, đút tay vào túi lướt rồi. Bạn đen kìa. Ôi bạn đen kìa. Đẳng cấp luôn á. Em cứ đi vậy trên coi. Thôi thôi thôi. Wow, đẳng cấp chưa. Sợ sợ sợ. Sẹt lửa đâu coi. Sợ. Nhìn mà nhìn hai bạn ấy đi điều liền thiệt chứ. Chị một đôi không chị? Được, chị thử đi. Đàm phán thành công rồi hả? Mình cũng đi một xíu mình về, mình đâu chơi đâu mà bây giờ mình thi cũng ổn. Em cảm ơn chị ạ. Đứng lên, đứng lên. Là bê dữ chưa? Chị ơi, chị đó không chị. Đừng chơi đâu. Dạ thôi, thẳng lên. Từ từ, tăng mình trước đi. Xíu. Từ từ thôi. Mình đừng có đứng bị khít chân quá. Mình đứng kiểu như song song. Như mình bước đi á. Bước đi, đứng thẳng lên. Bước đi. Hôn. Hôn. Sao em đi được hay? Ôi. Ôi. Từ kia có thể chạy. Đứng lên. Đứng thẳng lên. Xong rồi. Đó, nó. Đứng thẳng lên. Giữ tay thăng bằng vô. Đó, đúng rồi, đi tới đi. Đi bước tới, bước tới. Gãy ba rồi. Gãy. Mà đâu? Anh thấy sao? Anh thấy cảm giác như thế nào? Mà công nhận em bro thiệt chứ. Ôi ôi, anh nhìn em đi thấy đơn giản. Nhưng mà anh đi thì nó là một cái gì đó rất là khủng khiếp luôn á em. Thì anh gồng anh khép hai cái háng lại muốn sạc cái háng luôn á. Trời ơi. Tùy người, có người có duyên thì em mà không đứng đỡ là té 100%. Đi bên đây bậc thang nó sẽ dễ đi hơn nè. Bên này hả? Đúng rồi. Bên này dành cho mấy người chân ngắn, à từ lộ chân dài. Sorry. Đúng rồi. Chân dài á. Bên này là phải đi bên này. Bên này là dành cho anh, bên đó là dành cho em. Trời ơi, bước một bước, bước một bước bằng em bước hai bước luôn á. Đúng thể hiện luôn á. Quê. Quê. Nít mượn nít. Sao bé lắm. Nít mượn nít không thích em. Ờ nói, nít nhiều đứa thích em nha. Chỉ là do bé thấy là em lạ thôi. Em cũng thiệt kỳ chứ. Bé lạ quá mà tự nhiên. Tưởng đâu người lạ. Thì em có một người nít có thích hay không là gặp một người là lạ hay quen vậy nó cũng lại nó ôm hết á. Ý anh là em bị nít ghét lắm không? Đúng rồi. Nhưng mà anh thích. Anh là con bự. Anh không mấy con nít nữa mà con anh, cũng lùi. Anh con không lùi. Con lông rồi. Con không lông luôn. Đúng rồi. Wow. Cái nhà nghe nó cũng tình quá. Ấy. Nóng quá, nóng quá. À đồ, ông đang người nhện đâu.
Ủa nữ hoàng Elsa là vậy hả? Không, Elsa là chỉ cần vẫy một cái vậy là đó. Là trong đá luôn rồi. Ngon quá. Ngon nha, rất ngon. Tự nhiên nghe nhạc cái buồn tình nha. Thì Đà Lạt là hạnh phúc luôn mà. Ai mà thất tình mà lên Đà Lạt nữa thì nó combo luôn á. Đi đâu cũng nhìn người ta có đôi có cặp. Mà cái trời nó se se lạnh nữa, cái người ta dễ buồn nha. Nhưng mà em có biết lời nguyền đi Đà Lạt về là chia tay không? Không. Dạ không biết hả? Vậy bây giờ tụi mình quen nhau đi rồi cái về tụi mình chia tay nhau. Ủa chi vậy? Ủa chi vậy? Để cho trong cái lịch sử của em có người yêu cũ. Dạ. Cũ hôm nay nhỏ hơn hôm qua. Thật sự thì em cũng rất là thích ăn khoai lang mập. Nó ngon, nên hấp dẫn như vậy. Anh nướng khoai giỏi lắm. Anh nướng khoai ha là nó chín tới. Kiểu biết nướng khoai. Biết chứ. Mình nướng là cái lửa nó đừng to quá. Nó vừa vừa thôi. Nó ở ngoài nó chín, ở trong nó cũng chín. Còn mà mình nướng lửa mà nó to quá, ở ngoài chín, ở trong chưa chín. Hồi lần ha, ngày xưa có đợt ha, anh ăn khoai ha, ở ngoài nó cháy đen mà ở trong nó còn sống này. Cái anh nói cái người ta đổi cho củ khác. Nhưng mà vẫn tính tiền thêm, với tính thêm 10.000. Người ta nói là củ kia cũng bị lỗ á, cái người ta tính thêm 10.000. Người ta tính giá vốn, nói vậy. Nhưng mà cái nướng lỗi là đâu phải do anh đâu, mà vẫn tính tiền anh. Cách không bán của người ta. Không, nói chung là lâu lâu có người ta dạy hơn, ít lắm. Wow, nó dịu dịu. Nhưng mà em thấy nó hơi nhỏ. Phải rồi. Cạp miếng đi. Nhưng mà ngon á, ở đây nướng ngon á. Ngon nha. Ồ. Nhưng mà đúng kiểu chắc anh cạp 2 miếng hết quá. Ăn nóng mở thổi ra. Ngon quá à. Ê đúng kìa, ở Đà Lạt thôi ăn cái này. Uống này nữa. Đã quá. Muốn ở Đà Lạt hoài hoài luôn. Xin nhá. À, đừng đụng tay vô. Anh có được nóng hả? Không phải nóng mà là ý là anh thích cục cái tay ra. Cạp nhiều vô ít vậy. Anh cạp nha. À, hết rồi. Sau này á, mình nghe lời bài hát dựa trên lời bài hát. Nếu mà sau này á, kiểu như á, em với anh không có gặp nhau, cũng không nói chuyện với nhau nữa, thì á, đi ngang qua em, anh thấy sao? Hay là anh có hú em lại không? Có chứ. Trả xe ôm, tiền xe ôm. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Đi người ta đi cuốc xe 50-60 mà người ta lấy có 20 rồi cái là xem người ta như người dưng. Mơ đi, lúc đó là em mà chỉ cần là em lơ anh một cái là anh đòi tiền xe ôm liền. Bởi vậy em phải có cảm tình với anh nghe chưa? Gì vậy trời. Ví dụ không gặp đây luôn, lên Đà Lạt này có nhớ tới em không? Nhớ chứ. Nhớ hả? Đã từng có một cô gái chịu đồng hành cùng anh trên một con xe máy đi 300 cây số lên đây chỉ để hà tiện 250.000 tiền xe khách. Thật ra là em cũng muốn thử thách cảm giác trải nghiệm đi chơi với anh vui. Muốn chơi xe máy vượt bao giờ linh đông em cô đơn nhớ con Tuyền ơi nắng kéo sâu quên được ngoài khơi bên nơi này mình hát
sao mấy anh lại hát hay vậy ta? Anh hát đi mình mà. Em sợ. Mày hát hay thì có không? Đúng rồi, nhiều người ta hát hay, ok. Tương lai bịt mơ trong gai. Không. Mất em rồi, anh biết nha. Phải làm sao? Wow, chuẩn bị khăn giấy luôn cơ. Hồi nãy anh lấy bên nhà ăn kia hả? Ừ. Wow. Anh biết là thế nào? Anh biết là thế nào ra đây là cũng bị động xương á. Không ngờ luôn. Cái anh xin thêm ít. Cái này nó ngồi chứ nó lạnh đít lắm nha. Đúng hả? Mình lau khô ngồi nó không có bị thấm vô da. Bởi vì ở Đà Lạt này em để quần áo ướt khó chịu lắm. Đúng rồi. Đỉnh, 10 điểm đem tế. 10 điểm không có nhân. Thế mà sao vẫn chưa có bạn gái? Chờ thời thôi anh, em cũng đã có bạn trai đâu. Vậy sao tụi mình không giúp nhau giải quyết vấn đề đó nhỉ? Biết ngay là dính bẫy mà. Các con dính bẫy. Hơi lạnh nha, em để cho nó ấm xíu. Tại cái người của em á, cái tay rồi này kia nó cũng phải rồi ấm lắm. Đi thôi. Wa shi ka ma? Ni shu sha ma? Ni shu ka ma wa? Em nói câu đó lại với anh đi. Ni shu ka ma? Ni shu sha ma? Ni shu sha ma? Wa ai ni? Câu này em biết nha. Ê, câu trước không biết hả? Câu trước là cái gì mà Wa shi ka ma là cái gì hả? Ni shu sha ma là bạn nói cái gì? Gì ở mà em cũng gì gì đó mà em không có để ý lắm. Gì cơ giống như vậy á. Ni shu sha ma? Wa. Ni ai wa? Là anh thích em hả? Wa ya pu. Wa ya pu là cái gì? Ya pu của Hàn Quốc. Đây có con gâu gâu nè. Gâu. 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 Tụi mình chọc chó. Giống y chang rồi nhỏ. Nó quay lại nó gượt cho thì trời thôi nhé. Trời ơi, gượt là phóng thôi á. Bởi vậy đúng chất xe trộm chó đi. Nó gặp vậy nó sợ lắm. Nhưng mà không được, xe nào cũng là xe. Nè, em thấy ở đây nó động xương không? Cũng thấy sơ sơ. Để em nhanh lên. Sao mà, ủa em thấy bé ngủ sơ. Ủa. Tối là em ngủ với chị đúng không? Hay là ngủ phòng riêng? Tối em ngủ chung với chị luôn. Chứ ngủ chi phòng riêng, chi nhiều. Ở tạm mà. Vậy hai chị em ngủ ôm nhau chắc ấm lắm ha. Ấm hiểm luôn. Trời ơi, hèn chi anh ngủ với mình nó lạnh gần chết. Trời ơi, xui thôi. Biết vậy anh chở theo con gấu bông nữa. Ủa, vậy là em ngồi đâu? Hả? Gấu bông chiếm ở chỗ rồi em ngồi đâu? Em ngồi đè lên con gấu bông. Tào lao. Tới rồi. Lạnh xíu. Rồi. Bye bye. Chúc em nha. Chúc em ngủ ngon nha. Về thôi anh em ơi. Ôi lạnh muốn xỉu luôn á anh em. Clip của mình đến đây cũng là hết. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem clip này ủng hộ mình. Mình không có chủ động được thời gian á, cho nên mình cũng không có dám rủ em ấy đi chơi những cái điểm du lịch để quay cho bạn xem. Thì kiểu là em ấy rảnh hay em ấy muốn đi đâu em ấy hú mình thì mình qua chở thôi anh em à. Mong là anh em thông cảm nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.